tất cả các bạn đã quay trở lại với khoa học quản trị cơ sở liệu cơ bản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 15 là bài thực hiện khôi phục lại dữ liệu. Tôi xin tóm tắt lại cái bài 14 là bài thực hiện backup dữ liệu. Trong bài 14 thì chúng ta học về cách chúng ta thực hiện backup những cái dữ liệu của chúng ta trong cái trường hợp mà database vẫn đang open, vẫn đang mở, và chúng ta có thể là backup database khi chúng ta shutdown database đi và backup, gọi là cold backup. Và những cái trường hợp chúng ta khi database đang chạy mà chúng ta backup thì đó là cái trường hợp là hot backup. Rồi chúng ta cũng học về các cái kiểm tra các cái bản backup, rồi chúng ta cũng học về các cái việc backup full, backup fp file, rồi backup các thành phần khác đầy đủ, rồi cũng kiểm tra tất cả các thành phần để đảm bảo rằng cái bản backup của chúng ta được sử dụng một cách hiệu quả và an toàn. Trong bài 15 này chúng ta sẽ học về cách sử dụng các cái dữ liệu backup đó để chúng ta khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp mà chúng ta cần thiết. Sau bài học hôm nay thì chúng ta có thể hiểu được, rồi chúng ta nắm được khi nào chúng ta cần phải khôi phục dữ liệu. Những trường hợp mà chúng ta cần khôi phục dữ liệu đó là những trường hợp mà chúng ta dữ liệu của chúng ta bị lỗi, chúng ta cần phải khôi phục lại nhanh chóng để đảm bảo cái hệ thống chúng ta đảm bảo được hoạt động an toàn hiệu quả và tránh thời gian downtime đi. Chúng ta cũng lựa chọn các công cụ, các cái tùy chọn cần thiết, ví dụ như recovery manager này, dùng Amen này, hoặc là data recovery advisor để chúng ta có thể là khôi phục dữ liệu. Rồi chúng ta cũng thực hiện khôi phục dữ liệu control file, review log file và data file. Giờ chúng ta tìm hiểu lại về cái quá trình mà cơ sở dữ liệu được mở ra. Khi chúng ta gõ khi chúng ta gõ lệnh startup chẳng hạn thế, thì database sẽ thực hiện từng bước một. Đầu tiên là nó sẽ là mở với chế độ no mount, tức là nó sẽ gọi cái file khởi tạo fp file, không có fp file thì nó sẽ gọi file hit file. Khi mà gọi lên thì nó sẽ check rồi nó cấp phát các cái vùng nhớ cho instance. Khi mà no mount thành công thì sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn mount. Giai đoạn mount thì nó sẽ gọi control file và control file và check các cái thông tin, ví dụ như là review log file có hay không, data file có hay không, và nếu có thì ok, còn không có thì sẽ báo lỗi. Và đến bước thứ ba là bước open. Bước open là sẽ open review log, open các data file để cho chúng ta sẵn sàng cho sử dụng. Thì yêu cầu của quá trình mở đó là tất cả các control file phải được mở và đồng bộ. Ở đây thông thường là Oracle khuyến cáo chúng ta sử dụng ít nhất hai control file, nhé. Và online log file thì cũng được phải được mở và đã được đồng bộ tất cả trước khi mà nó được mở ra, thì cũng yêu cầu là có tối thiểu hai member trong một group và có nhiều group, nhiều ở đây có thể là từ hai group trở lên, đã khuyến cáo của Oracle. Rồi nếu mà trong group của online Relog thì có một member mà sẵn sàng thì vẫn mở được database. Còn giả sử một member lỗi thì không sao cả, chúng ta xử lý sau. Thế thì trong những trường hợp như nào thì sẽ không mở được cơ sở dữ liệu? Thì trong những trường hợp sau thì sẽ không mở được cơ sở dữ liệu. Thứ nhất là trong cái group kết hợp control file ấy, thì có một trong số những control file của chúng ta bị mất. Ví dụ chúng ta có hai hay ba control file, một control file mất thì chúng ta không mở được. Thì nó bảo tính nhất quán mà. Hoặc là những cái thành phần data file quan trọng của dữ system này, undo table space này, là những cái cực kỳ quan trọng của database, nếu mà nó bị mất thì nó sẽ không mở được. Hay là toàn bộ, lưu ý toàn bộ nhé, toàn bộ các view log group mất. Bởi vì không có thành phần lưu log group ý, thì nó sẽ khi chúng ta thực hiện các thao tác DML nó sẽ không lưu được các cái thay đổi của chúng ta và đảm bảo không đảm bảo cho database chúng ta an toàn, cho nó sẽ không mở được. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta có ít nhất là một member trong một group có thể là 2, 3 hay nhiều member, nhưng một member mà có xuất hiện một member này thì instance vẫn mở được.
cái công cụ Data Recovery Advisor cũng là một công cụ khá hay trong Oracle. Chúng ta có thể là kích hoạt công cụ này trong cái Enterprise Manager Cloud Control 12C vào cái phần là Oracle Advisor Recovery. Và cái công cụ này nhiệm vụ của nó đầu tiên là phát hiện này, sau đó nó phân tích và nó sửa lỗi một cách rất là nhanh chóng để giảm cái thời gian downtime, giảm cái thời gian downtime tối thiểu cho cái người dùng. Chúng ta có hai cách để chạy nhé, dùng cái Enterprise Manager Cloud Control nhé. Cách thứ hai dùng cái dòng lệnh của Amen, Amen Command Line. Control file là một thành phần rất là quan trọng trong database. Nếu mà control file bị mất hoặc là bị hỏng, mất hoặc bị hỏng, có nhưng mà hỏng nó bị crash chẳng thế hoặc nó bị corrupt thì instant ấy, thì sẽ tắt bình thường. Ví dụ có hai cái, một một cái control file bị hỏng thì instant chúng ta sẽ tắt bình thường, tắt một cách bình thường. Ví dụ như chúng ta shutdown image thì có thể bình thường. Nếu mà control file này new ở dạng ATM ấy, thì để khôi phục được ấy, thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào Enterprise Manager này, sau đó chúng ta đặt cái cơ sở của chúng ta ở chế độ normal này, và sau đó chúng ta thực hiện công lệnh là restore control file từ cái control file mà hiện tại là current đấy. Nếu mà control file ở file system ấy, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta tắt cái cơ sở dữ liệu này, sau đó chúng ta sẽ thực hiện copy cái control file ở nơi đã có sang nơi đã mất. Ví dụ như từ U02 là nó còn, U03 nó mất, thì chúng ta copy từ U02 cho U03, sau đó chúng ta sẽ mở lại cơ sở dữ liệu startup này thôi. Nếu trường hợp mà mất một relock, relock là có thể nói là một thành phần mà nó chứa tất cả các dữ liệu thay đổi trong database. Do đó là cái relock là thành phần có thể nói là quan trọng nhất trong database, mà chứa tất cả các dữ liệu. Thì nếu mà một member trong một relock group bị mất ấy, nhưng mà chúng ta vẫn còn một member ấy, thì chúng ta cần chú ý những cái thông tin như sau. Thứ nhất là cái instance chúng ta vẫn hoạt động bình thường nhé. Một group có hai member, ba member, vân vân. Một member mất không ảnh hưởng gì cả, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một thông báo trong Outlook là có một cái member bị lỗi. Các cái thông báo này chúng ta có thể đặt cảnh báo email hoặc cảnh báo SMS để nó bắn vào tin nhắn hay là cái email chúng ta để chúng ta xử lý một cách kịp thời. Mà tất nhiên là cái cảnh báo đấy chúng ta cũng phải sớm xử lý để đảm bảo an toàn mà. Bởi vì có giả sử có hai member, một member mất hỏng rồi, còn một member nữa nhưng chẳng may member đấy nó lỗi sai này bất kỳ nguyên nhân nào đó thì cái nguy cơ mất dữ liệu của chúng ta là rất lớn, cho nên chúng ta phải xử lý rất sớm. Chúng ta có thể khôi phục lại bằng cách là xóa cái member bị lỗi đi, xóa đi và sau đó sẽ add thêm mới, thêm member mới vào là xong. Nhưng mà nếu là sửa cái là chỉ có một cái group mà nó đã được cài rồi thì mà nó bị lỗi thì chúng ta có thể clear và tạo lại các cái file bị lỗi, clear cái log file đi cho nó trắng này, sau đó tạo lại cái file lỗi. Trong những trường hợp mà chúng ta mất một cái data file trong cái chế độ là no archive, cái chế độ no archive là chế độ mà thực sự không khuyến cáo đối với các cái cơ sở dữ liệu quan trọng. Nhưng trong một số trường hợp thì chúng ta có thể đặt được ở cái lỗ lâu cái lốc với những database nhỏ nó không quan trọng thì có thể đặt được, bởi vì nó cũng không cần phải duy trì cái backup, và ví dụ như tháng chúng ta có thể backup một lần. Những database lớn, database online thì tuyệt đối phải ở cái lốc. Nếu mà một cơ sở liệu ở chế độ nơi lốc ấy, và nếu mà sử data bị mất ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện khôi phục như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt instance để cho nó đảm bảo cái consistency, đảm bảo tính cái nhất quán. Tiếp theo là chúng ta phải khôi phục lại toàn bộ cơ sở liệu mà chúng ta backup bằng cách cold backup, tức là chúng ta shutdown và cho backup. Đấy, chúng ta sẽ khôi phục lại toàn bộ tất cả dữ liệu rồi con trong file từ cái bản backup. Sau đó chúng ta mở cái cơ sở liệu ra. Và chỉ còn cách duy nhất ý, đó là người dùng nhập lại cái dữ liệu thôi. Đó chính là nhược điểm của cái no archive lock. Còn nếu mà ở cái lock thì nó sẽ lưu tất cả. Cũng hơi bất tiện đấy.
nếu mà chúng ta database chúng ta ở cái chế độ ở cái lốc và mất một cái data file không quan trọng, data file một cái người dùng data 2010 2010 chẳng thế là cũ ấy. Thì nếu mà sử cái trường hợp mà nó là bị mất và không phải là không thuộc nhé, chú ý là không thuộc database system hay ANU nhé, thì chúng ta hoàn toàn có thể là restore cũng như là sau đó là recovery lại data file thiếu đó. Có thể dùng cả công cụ Enterprise Manager để chúng ta thực hiện thao tác này. Đây vài cái thôi, cũng đơn giản thôi. Nhưng nếu mà data file của chúng ta quan trọng, nó là data file system hoặc là data file của Undo Table Space thì chúng ta phải làm như sau. Đầu tiên, shutdown abort, bởi vì lỗi rồi, không khả năng không không shutdown embedded được đâu. Sau đó chúng ta mount lên, rồi có cái bản backup, chúng ta backup từ cái bài 14 ấy, thì chúng ta thực hiện restore và recovery lại cái ví dụ như system, restore table space system, sau đó recover table space system. Đấy, sau đó chúng ta mở cơ sở dữ liệu lên là có thể là hoạt động bình thường. Chúng ta có một câu hỏi như này nhé, khi một instance của cơ sở dữ liệu Oracle sẽ không bị lỗi khi xảy ra nếu mà mất một con file trong nhiều con file này, mất con file thì đương nhiên là bị lỗi rồi, mất system table space thì Oracle instance bị lỗi, mất ITIP undo thì cũng bị lỗi luôn. Khi chúng ta mất một trong số các group member, nếu vẫn còn các group member khác trong group đó thì đúng câu này đúng thì không ảnh hưởng gì, nó chỉ đảm bảo cái là nó thiếu cái an toàn đấy thôi. Như vậy là bài hôm nay chúng ta đã học được là khi nào chúng ta cần phải khôi phục dữ liệu, chúng ta cần khôi phục lại dữ liệu trong những trường hợp mà chúng ta bị mất, bị có dấu hiệu cảnh báo trong unlock, rồi mất control file, mất data file trong chế độ cái lock không có chế độ lock, rồi mất cái online lock file. Đấy, chúng ta cần phải khôi phục lại sớm nhất có thể. Chúng ta dùng các cái công cụ như là Recovery Manager là Amen ấy, và Data Recovery Advisor để chúng ta thực hiện các cái thao tác đó. Và chúng ta đã học được cái nguyên lý để việc khôi phục cái con file này, reload file và data file. Chúng ta thực hiện các cái bài thực hành để khôi phục dữ liệu của con file này, data file của người dùng không quan trọng này và data file quan trọng nhé, để chúng ta hiểu hơn. Tất cả những này thì yêu cầu nó phải backup trước, phải có một cái bài backup thì chúng ta mới khôi phục được. Còn nếu mà không có backup thì gần như không khôi phục được, không có nguồn. Tất cả đều phải có nguồn, có nhân thì có quả. Nhân chính là cái bản backup của chúng ta, quả chính là cái thành quả chúng ta lấy lại từ cái nhân đó, chính là cái bản backup.